Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda CB 605R dọn cho mình phong cách quắc chắc đến từ Keystone. Các chiếc Honda CB 605R là các chiếc roadster hạng trung dễ lái và được thiết kế hoàn hảo, đi cùng với động cơ lực 4 xăng thẳng hàng tạo ra công suất là 94 mã lực. Nó cũng là một lựa chọn rất tốt cho những tay đam mê độ chế. Và cụ thể là bản độ CB 605R hôm nay đến từ đội ngũ của Keystone. Chris Orkin của Keystone Custom đã gần đây được hãng Honda Đức ủy nhiệm để tùy chỉnh một cái chiếc lịch CB 605R, và anh ấy đã mang đến một cái dòng xe tuyệt đẹp dưới dạng là chiếc Tracker. Chris đã bắt đầu việc tháo dỡ cái chiếc CB 605R, kiểm tra các yếu tố để xem cái cách mà anh ta có thể thực hiện ý tưởng thiết kế của mình một cách tốt nhất mà không làm xáo trộn những bộ phận công nghệ của nhà Honda. Sau khi loại bỏ hoàn toàn cái phần nhựa nguyên bản sang một bên, Chris đã tạo cho mình một cái tấm quay yếm bằng một cái lớp bột cứng, sau đó nối liền chúng với nhau. Lớp bột hoàn thiện được bao phủ bằng cái sợi tinh, tạo hình bình xăng mới chỉ có là nặng 6 kg. Nó được gắn một cách chắc chắn vào những cái điểm lắp ban đầu chỉ bằng là 4 cái con vít. Phía trên bộ lọc gió, Chris đã đặt lại những vị trí cái bảng điều khiển LCD và chức năng. Phần tay lái được tối giản hóa để tạo ra phong cách Ford Tracker. Bộ yên mới nhìn rất là sang trọng, được bao phủ cái lớp vải da màu đen nhám. Mâm xe hợp kim vẫn giữ nguyên, nhưng bây giờ được trang bị cái lớp Rally NT60NS. Hoàn thiện các chi tiết nên Chris đã lắp cái chắn bùng trước nguyên bản, cái bộ để chân đến từ ABM, đồng thời lựa chọn cái đèn xi nhan, đèn hậu nhỏ gọn đến từ chuyên gia Les Silvio, cái mặt nạ của đèn pha và một cái món tùy chỉnh cái dạng là xi Chrysler. Tuy nhiên màu sơn là một cái quyết định đơn giản của cái mẫu xe này, rất thể thao của Honda Racing cổ điển có gam màu đỏ, xanh và trắng. Sachi F110 dọn hết bài, một cái xài cũng lạ mắt. Cái chiếc Sachi 110 độ hôm nay được dùng cho kéo lại toàn bộ bên ngoài, phong cách điều chỉnh nhẹ nhàng, đơn giản bằng lọt đồ chơi quen thuộc. Cái điểm nhấn chính con xe này trở nên mới lạ hơn chính nhờ vào cái tông màu vàng cũng lạ mắt mà con xe này đang có. Vị trí tay con tiếp em là một điểm nhấn rất đơn giản hài hòa cho phần chi đông ở bên trái. Mẫu sản phẩm này có mức giá khoảng 3 triệu đồng, đi cùng với nhiều tính năng ưu việt như rảnh gió, được thẳng quần, chống gãy cùng với núm tăng chỉnh, duy nhất cái chi chính là phải mình lại vì nguyên bản của nó là không có. Ở dụng cho mình, cái cụm thắng của Rainbow Asset đảm bảo những cái chức năng kiểm soát hành trình phanh trước con xe được tốt hơn. Những chi tiết ốc bắt vào phần tự động, ốc gió quần thì được thay bằng cái liệt khi nằm điện phân trên cái màu xe độc bảo, rất là nổi bật trên cái nền áo vàng. Xung quanh cái phần ghi đông được bao phủ cái ốc ghi nằm điện phân lên cái màu xanh độc bảo khá nổi bật. Bên cạnh đó còn có cụm công tắc và cụm tăng Dono 2 giây, hai cái món đồ chơi rất cơ bản hiện nay mà hầu hết các dòng như Raider, Sachia hay là Solid đều trang bị khi dọn kiển. Cái phần dây áo được phát rộng nhiều hơn để trang bị cho lực Holding kẹp sườn, đi cùng hai mũ chỉnh nặng nhẹ để chống sát phần đầu độ cao. Cấu tạo hành trình ti là quá dài nên người thợ phải bắt nó hơi xé xuống dưới để ăn gian được cái gì vậy, không bị kẹt cứng vào cái chân khi đánh lái qua hai bên. Cái dàn chân ở dụng là heo dọc Rambo lục đỏ hai bên xứng, được cố định lên xe thông qua cái phát được làm bằng cái liệu nhôm nguyên khối. Bên cạnh đó còn có dầu ít được bấm ngắt dầu CC, ôm theo đúng cái ốc dầu để tránh uống công dây trong quá trình vận hành. Còn cái giảm nó sao được cải thiện hơn bằng cái bộ Olin hình dầu rời, một trong những mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh được trang bị trên các dòng siêu ô tô trong cái chuyện đùa và còn được sử dụng rất nhiều trong các dòng của không gian. Đến đây thôi cũng hiểu được phong cách chịu chi của người chủ đấy, của người chủ sành điện đến cái nào. Và cái chiếc Sachi F110 mẫu mới nhất hiện nay được bán vào tầm khoảng là từ 54 đến 55 triệu đồng. Xe dao động theo từng màu sắc, mức giá thì chưa bù thấy là biển số. Hiện đang được bán tại cái hàng đồ chơi xe máy. Đây được xem là mức giá cũng hơi tốt và hấp dẫn để các bạn có một cái chiếc xe nhập khẩu từ Honda Indo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chi tiết nhớ like, subscribe.